thời gian phát ra điệu nhạc qua những lần đổi thay, vài nhịp chết không còn buồn và lời ca cũng đã đong đầy. Tôi như nghe thấy tất cả mọi điều ngoại trừ câu trả lời. Tôi vẫn cứ cô đơn chờ suốt nửa thập kỷ trôi. Tôi yêu anh thiết tha, chẳng thể đến nữa rồi. Sao anh không nói hết một lời vẫn thôi? Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ để anh mất người đã chẳng yêu, chẳng thân thoáng chút thương hại nào, để cho sự rời xa đúng nghĩa kết thúc những gian dở bấy lâu. Đừng giết chết tôi bằng ý. Tôi bỗng thấy tôi lang thang vô định trong thập kỷ cuốn điên, kẻ nhường nhiều đã quen dần với trò đùa, người dần hơn đơn quên. Anh hãy cho tôi thấy bản ngã của chính tôi để tôi biết nên buông tay.